Nu Phước Kịch Úp Mở Vế và Kỷ Niệm 10 năm ca hát cùng học trò Sơn Voi 2018 bùng nổ trong đêm nhạc ở thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, Nu Phước Kịch đã cùng học trò trong chương trình Sơn Voi 2018 tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm nhạc riêng tại thủ đô Hà Nội. Tối ngày 10 tháng 8, Nu Phước Kịch đã xuất hiện tại đêm nhạc riêng trong sự chờ đợi của đông đảo khán giả Hà Thành. Diện sơ mi quần tây lịch thiệp, vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng giọng hát ngọt ngào nội lục, nam ca sĩ đốn tim người hâm mộ khi thể hiện loạt hit đình đám gắn liền với tên tuổi như Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi. Phần cuối chương trình, vì quá sung nên nam ca sĩ đã phải cởi thẳng chiếc áo khoác để cháy hết mình cùng khán giả đã có mặt. Trong chương trình, Nu Phước Kịch cũng dành thời gian tâm sự về kỷ niệm đáng nhớ trên chặng đường hoạt động nghệ thuật như Úp Mở Kế Hoạch Kỷ Niệm 10 năm ca hát vào năm 2019, khi nghe khán giả gợi ý việc thực hiện live show ở sân vận động Mỹ Đình hay phố đi bộ, nam ca sĩ đã bật cười thích thú, thả thính hóa hình, biết đâu tổ chức xong sẽ sớm lên ở Hà Nội. Đáng chú ý, đêm nhạc của Nu Phước Kịch còn có sự góp mặt của ba học trò đến từ chương trình Giọng Hát Việt 2018 là Đỗ Hoàng Dương, Hà Đức Tâm và Hoàng Xuân Quỳnh. Tại đây, Đỗ Hoàng Dương cho khán giả bất ngờ khi thể hiện ca khúc Say của người bạn thân là Quán Quân, Giọng Hát Việt mùa 2 của Thảo My. Cậu học trò nhỏ nhút nhát của cặp đôi Giang Hồ Ngày Nào nay đã trưởng thành, không thích trình diễn tự tin trên nhiều hình ảnh. Nam ca sĩ còn được nhận xét là có màn đột xác cả về ngoại hình, giọng hát và phong cách trình diễn sau 5 năm kể từ khi bước ra từ chương trình Giọng Hát Việt mùa đầu. Cặp song ca Đỗ Hoàng Dương, Hà Đức Tâm tươi cười ở trong hội trường, Nu Phước Kịch với các học trò của mình trong chương trình Giọng Hát Việt 2018. Nu Phước Kịch vẫn cười tươi mặc dù khán giả vây kín sau khi đêm nhạc kết thúc. Bạn có biết hàng loạt bản hit Vpop dù được đưa tận tay Nu Phước Kịch nhưng vẫn lỡ duyên? Nu Phước Kịch nhiều lần phải nuối tiếc vì đã bỏ qua những ca khúc Vpop hay dù anh được tác giả gửi gắm lần đầu tiên. Mỗi ca khúc từ lúc mới được sáng tác tới khi cho ra mắt lại có cho mình một số phận riêng. Có bài hát được cha đẻ gửi gắm đến một ca sĩ thể hiện nhưng họ lại từ chối để rồi sau này khi ca khúc may mắn bật lên thành hit thì chính nghệ sĩ đó phải tiếc thì đủ. Và Nu Phước Kịch chính là một trong số những nghệ sĩ đó. Thậm chí anh không thể để hụt hit một lần mà còn rất nhiều khiến bản thân và người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Đầu tiên là ca khúc Anh Cứ Đi Đi, một bản hit đình đám năm 2016 của nhạc sĩ Dương Anh Tú, sáng tác do Hari Won thể hiện. Ít người biết trước khi gửi gắm tới giọng hát của Hari Won, Nu Phước Kịch là người đầu tiên được nhạc sĩ Dương Anh Tú gửi đi một ca khúc. Anh chia sẻ, trước đây em của anh Mr. Zero là nhạc sĩ Dương Anh Tú có gửi cho tôi một bài hát. Như tôi đã từng nói với, bất cứ một bài hát nào đều phải có cái riêng của nó. Tôi không hiểu tại sao khi mình nghe bài hát đó mà lại để nó hụt khỏi tầm tay. Để rồi bây giờ, ta hát thành hit, hàng trăm người cover lại. Khi để vụt mất một bài hát hay thì cảm giác uổng tiếc là không tránh khỏi. Gần đây, trong vòng đo ván chương trình Giọng Hát Việt 2018, Nu Phước Kịch cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi để tuột mất hàng loạt hit của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Cụ thể, trước tiết mục của thí sinh Dư Phương Nguyên hát ca khúc Vẽ của Phạm Toàn Thắng, Nu Phước Kịch chia sẻ, đây cũng là nhạc sĩ mà anh luôn mong muốn viết cho riêng mình một bài hát để thử nghiệm. Lúc này, trên hàng ghế hội đồng bình chọn, chính nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng đã chia sẻ bản thân đã gửi đến 5 đến 6 bài hát cho nam ca sĩ như Chuyện Của Mùa Đông, Cứ Thế, thậm chí hit Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Sau khi sáng tác xong, người anh nghĩ đến đầu tiên chính là Nu Phước Kịch. Tuy nhiên, không có bạn nào trong số đó được Nu Phước Kịch chọn hát. Sau này, đây đều là những ca khúc rất nổi tiếng và gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ngay khoảnh khắc này, Nu Phước Kịch ngượng ngùng nói rằng, rồi bây giờ tôi hoàn toàn cứ hát lại, khiến khán giả không khỏi tiếc nuối và bật cười ca giọng, ca xa em. Một bài hát mình cần phải có thêm cả duyên nữa, bản thân cũng cảm thấy có lỗi nếu một bài hát hay của nhạc sĩ gửi gắm mà mình lại khá pha nó. Thôi thì cứ âm thầm yêu thích, lâu lâu mượn đem đi hát. Mong sau này tôi sẽ lại có duyên được chính những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng.
nhiều phương tiện nhấn mạnh. Fan Hà Nội chạm khẽ tim Lu trong đêm nhạc là điều là hạnh phúc. Làm kinh chức xôn xao của dân mạng với chuyện tình lâu năm cùng nàng hoa hậu, anh chàng Lu Phước Thịnh tiếp tục mang đến cho fan Hà Nội những bản tình ca ngọt ngào. Sau khi biểu diễn cho chương trình cùng tên tại thành phố Hồ Chí Minh, Lu Phước Thịnh lại mặt với khán giả thủ đô trên sân khấu cùng điểm kinh Hà Nội. Đêm nhạc còn có sự tham gia của các ca sĩ trẻ nổi tiếng khác như Uyên Linh, Đinh Mạnh Minh. Các ca sĩ đều có phần trình diễn làm thỏa mãn những người hùng tính. Sự xuất hiện của những tài năng nhí như nhóm thiếu nhi ngôi sao nhỏ cũng là điểm nhấn thú vị cho đêm nhạc. Chạm khẽ tim anh một chút thôi của Lu Phước Thịnh bỗng hớp trở lại lên top 15 bảng xếp hạng âm nhạc. Sau khi Đến Với Nhau Là Sai kiên trì nằm trong top 5, một ca khúc khác của Lu Phước Thịnh bỗng dưng hớt trở lại và lọt lên top 15 bảng xếp hạng âm nhạc. Tối ngày 2 tháng 8, thứ hạng bảng xếp hạng tuần từ 27 tháng 7 đến 28 tháng 7 của các ca khúc chính thức được công bố trong chương trình. Theo đó, top 15 bất ngờ xuất hiện ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi của Lu Phước Thịnh. Bài hát đã được nam ca sĩ phát hành hồi tháng 10 năm 2017 và chỉ một tuần trước đó thôi, hit này chưa hề nóng trở lại trên bảng xếp hạng top 50. Thank you.
các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.